Chào các bạn, hôm nay đoàn Everest Việt sẽ di chuyển một đoạn đường 264 cây số. Chúng ta sẽ tới được một vị trí vùng cao của đất nước Việt Nam chúng ta là Đắk Nông, một địa danh khá nổi tiếng so với dân phượt bây giờ là Đắk Nông. Đắk Nông hiện tại bây giờ là có một cái khu người ta gọi là khu Tà Đùng. Rất nhiều các anh chị các bạn đã tới khu vực đó ngắm cảnh từ phía trên, nhưng mà các bạn chưa bao giờ được trải nghiệm đi ra ngoài đảo Tà Đùng, cắm trại, ngắm bình minh và ngắm mặt trời lặn. Thậm chí ở đó người ta cho mình đánh bắt khai thác cá thô sơ công khai. Nên là ngày hôm nay Nguyên sẽ di chuyển lên trên đó, Nguyên sẽ set up một số cái điều kiện để cho các đoàn tour sắp tới bên Nguyên tổ chức, cộng với là Nguyên sẽ trải nghiệm thử là chúng ta sẽ cắm câu ở trong đó, rồi câu cá vào ban đêm để sau này mình cho khách trải nghiệm.